Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với Việt Nam Guy Stand Up. Và đây là một cái khoảng thời gian khá là dài và tôi biết là mọi người sẽ gặp rất là nhiều khó khăn ha. Thì trong cái dạng như thế này thì tôi sẽ bày cho mọi người một cái cách về marketing cơ bản để mấy anh em có thể vận dụng nó để mấy anh em kiếm tiền nha. Thì ở trong clip này tôi sẽ bày cho mấy anh em làm với Clickbank. Hiện tại thì có rất là nhiều lý do để mình bị chậm cái tiến độ, và hầu hết là nó bị khá là nhiều ở bên mấy cái đơn hàng ở bên nước ngoài. Giờ cũng chả biết sao nó cấm biên hết rồi, chả biết sao hết anh em. Ok, không nói dài dòng nha, chúng ta sẽ vô trong Clickbank mà anh em bấm cho mình là thumbnail plaster nha. Ở đây mình có sẵn đây, đây mục sale của nó hình như là cũng khá là nhiều ha. Rồi ok, gray của nó là gray gravity, trọng tải trọng trọng lực của nó là 26 đô ha. Thì để coi. Rồi cái phần mềm này là cái tool để làm mấy cái thumbnail anh em, thì để tôi cho mấy anh em coi cái offer này nó rất là ngon. Thì chúng ta sẽ làm với cái offer này đối với những cái người mà làm YouTube á, kiểu như vậy. Thì nó có rất là nhiều cái dạng thumbnail plaster như thế này nè, nó như vậy. Thì hôm nay mình sẽ đi promo nó ha. Rồi chúng ta sẽ bấm vô promo để mà lấy cái hop link ha. Rồi copy, rồi xong chúng ta vô note để mình lưu cái link đó lại. Rồi ok, rồi tiếp theo đó nữa là chúng ta sẽ tìm nguồn. Rồi ok, chúng ta sẽ bấm bất kỳ cái gì luôn. Chúng ta sẽ bấm là khuôn plan đi, thì tùy thị trường thôi. Rồi ok, những cái những cái kênh ha. Thì mấy anh em nếu mà muốn muốn biết được cái dạng mà chúng ta tìm cái đối tượng khách hàng của mình như thế nào á, thì mấy anh em sẽ vô đây. Đây là một cái trick ở bên Skillshare, nó bán với giá là 12 đô. Thì nó sẽ bày, thì thông thường là đi tìm mail rồi để gửi mail là xong thôi, nhưng mà để gửi cho ai thì đó là một cái vấn đề khác ha. Thì mấy anh em sẽ vô bấm là tuần này. Rồi ok, rồi anh em thấy không, đây là một cái kênh mà nó làm gọi là không không đẹp như vậy. Rồi ok, thì để làm cho nó chuẩn hơn á, thì anh em sẽ bấm là đây, để mình tìm những cái kênh mới. Mấy cái kênh này nó cũ rồi mà nó có cái lượt xem nó khá khổng lồ rồi, cho nên là nó không có cần nữa. Thì mình sẽ bấm là tuần này, bấm là play plan. Rồi ok anh em thấy không ạ, đây là cái để coi cái kênh này nó mới mới một chút xíu để mình hôm nay đi, hôm nay kênh này có subscribe rồi. Nó rất là khó, 15 giờ không. Đây, đây là một cái kênh mà cái thumbnail rất là xấu, thì mình sẽ đi giúp người ta. Sẽ vô trong này kêu vậy. Thì mấy anh em vô giới thiệu nó sẽ xuất hiện ra cái kênh, vô cái vậy để nó có cái email. Thông thường là như vậy ha. Giới thiệu
kênh này không có mail rồi, cái đây nó chưa có đăng ký qua cái dạng kia rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ vô trong này, chúng ta sẽ coi thử là nó có rồi. Ok, để coi thử coi. Kênh này không có email ha. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp qua cái kênh này, coi thử coi. Này thì nó không có kia đâu, mới có vài kênh à, mới có vài cái 225 được xem rồi, rất là thấp kiểu như vậy. Thì á, mấy anh em làm lâu á, mấy anh em sẽ hiểu được là à, cái này ăn này ok nè. Để tôi bày cho mấy anh em coi, tay tại vì cái ngách của mình là những cái người kênh này á, người ta làm kênh nó rất là bình thường kiểu như vậy. Click here to subscribe nè, đó như kiểu như vậy. Telegram không biết là nó có cái email trong này không ha. Rồi ok, thì tôi sẽ bày cho mấy anh em một cái trick để mấy anh em làm cho nó nhanh. Thì cái đây là cái cách để mình tìm, thì chúng ta sẽ sử dụng một số cái thao tác ở trên Google. Rồi ok, địa điểm Ấn Độ, kênh thảo luận, Instagram liên kết. Mấy cái kênh này nó không có để Gmail ha, nó thường là trong giới thiệu này sẽ nó sẽ bỏ cho mình cái Gmail. Rồi ok, chúng ta sẽ vô Google đi, tôi sẽ bày cho mấy anh em cho nó nhanh hơn. Rồi rồi mấy anh em bấm nè. Rồi đây là mình đã chuẩn bị sẵn nha. Rồi đây là một cái code, đây là một cái code để mà trong cái ứng dụng tìm kiếm á, đó kiểu như vậy. Thì á, cái việc mà mấy anh em làm như thế này á, mấy anh em sẽ có được là những cái Gmail của người ta ở đây, ví dụ như là Gmail của người ta đây nè, thấy không? Rồi thì chúng ta sẽ chọn những cái thị trường khác đi. Đây đây tìm cho nó chuẩn bài. Wow. Rồi ok. Rồi mấy anh em nhìn đây nha. Rồi mấy anh em dùng cái phần mềm đây là email extractor ha, để mà copy out. Thì cái email extractor mấy anh em bấm ở chỗ trên này nè, email extractor extension cho nó ra ha. Email extractor thì nó có rất là nhiều. Đó đây, đây là cái này nè. Đó thì mấy anh em add vô là xong ha. Rồi hiện tại là mình đã có một mới email rồi, mấy anh em sẽ vô trong bên cái Sinin Blue nhé. Thì cái gửi phương pháp này á, thì cái việc đầu tiên là mấy anh em sẽ có một cái webmail. Ví dụ cái webmail của mấy anh em sẽ như thế này nè. Thì á, mấy anh em vô trong Namecheap mua cái email nha, trong cái email. Thì nếu như mà mấy anh em nào mà có muốn ủng hộ mình á, thì mấy anh em mua thông qua cái đường link của mình, mấy anh em sẽ được giảm giá đó. Tại vì tôi làm với lại Namecheap là tôi cúng tiền, tôi mang tiền về cho nó là cũng, nếu mà tính ra hiện tại là cũng phải 40.000 á, nhiều lắm. Rồi 11.815 ai ha. Một free mailbox này, 5G email và file này đó. Thì mấy anh em mua, khi mà mấy anh em mua xong á, thì mấy anh em sẽ mua một cái domain là mấy anh em sẽ là có mà, thì nó sẽ theo từng bước, nó rẻ thôi, nó không có mắc ha. Một năm thì cái 200 hai à, hai gần 2 230.000 là rẻ rồi nha. Rồi cứ mua đi, thì tôi sẽ cho mấy anh em coi cái cách mà mình để gửi như thế nào. Mấy anh em phải vô trong contact nha, contact là cái người người liên hệ đó. Rồi ok, thì cái
À, contact đi. À, contact. List, từ từ vô list, vô phần list trước, vô phần list chúng ta sẽ new list. À, new list thì list này là thumbnail plaster campaign, email list này ở đây kia ra sao. Xong rồi chúng ta sẽ có cái contact rồi ha, chúng ta sẽ bấm là contact. À, no, import contact luôn thì chúng ta sẽ chơi rồi copy and paste. Thì chúng ta đã có cái email kia rồi, bằng vô thôi. Cái này bỏ đi. Rồi. Đó, mấy anh em không? Có mấy cái Rồi, ok. Thì để coi có cái new plane nè, coi có copy all còn tiếp hoàng vô tiếp mình mà. Rồi ok toàn là Gmail không à, rồi check the data thì cái này nó không có cái trường, nó không có cái trường mapping, có nghĩa là bạn xuất ra trong một cái file mà CSV á, ví dụ như là đây để tôi cho mấy anh em coi thì cái mapping data ở phía dưới này, cái khi mà mình xài những cái tool khác á, thì nó sẽ có mấy cái trường đó, ví dụ như để vậy nè, xong rồi phải cái là last name của người ta, ví dụ như là Huy, ví dụ như là Carly, nó kiểu như vậy thì nó phân định bằng dấu phẩy, thì mấy anh em sẽ bỏ những cái mapping data vô để cho nó nhận diện được là đó là thuộc về tên hay là trường học hay là họ hay là nói chung là mấy cái trường thông tin ở trong cái Gmail đó như vậy. Thì đây là cái extract email free cho nên là nó chỉ có tới đây thôi. Nhưng mà hiện tại nó vẫn đủ ha. Rồi nó bấm confirm. Để nó import cho ta 75 line và một dòng. Yeah, tuyệt vời. Thôi ta. Cái đây là mình sẽ để là last name đi. Last name không biết là có được hay không. Rồi tôi ra last name. Last name test đi. Không có mapping nha. Mình để thử thử coi nó có được hay không. Mình thì mình cũng không có giải thích được nhiều. Do not import. Cái gì đây quên mất tiêu rồi. Lâu rồi. Tại vì mình xài là mình xài bên up-in, có nghĩa là người ta, có nghĩa là người ta sẽ nhận cái email thông qua cái việc là subscribe cái Gmail của mình chứ không phải là như thế này nha. Mình chắc là mình sẽ phải đổi lại ha. Test create full name. Cứ như vậy. Rồi edit lại đi. Mình có edit vô data để coi nó có đâu data. Ok được rồi nè.
Đó, được rồi đó. Mapping data confirm. Rồi cái chỗ này là confirm đây ha. Nhấp vô thì mấy anh em tự dịch đi, tôi không có thời gian. Rồi ok. 65 người. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ vô campaign để chuẩn bị chạy cho nó một cái chiến dịch. Rồi. Rồi nè thấy không? Cái đây nó có 6 người mở nè, 47 mail 6 người mở nè. Đó thì kêu vậy, cái đây là một, cũng là một traffic. Ví dụ như bạn tiếp cận được 1.000 người thì bạn cái tỷ lệ có tiền nó sẽ nhiều hơn nhé. Rồi create an email campaign. Mình thì mình làm thì nó nhanh. Còn mấy anh em nó yếu thì mình làm từ từ cho mấy anh em coi. Subject line. Rồi bây giờ quay qua bên này tiếp. Đó là bấm coi subject line là. Rồi, kéo xuống không 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 cần coi cái con khỉ gì hết. Keyword đồ nè, đó, quăng vô. Email nè, rồi subject line nè, thấy chưa? Thấy cái subject line chưa? Đây đi, cái này nó hay hơn. Subject line quăng vô. Xong. Preview test quăng vô. Đây. Mấy anh em thấy không? Đây là một cái web mail nè. Đó. Đó thì bạn gửi như này nó sẽ không vô spam mà nó vô inbox. Còn bạn gửi Gmail thì cái vùng SMTP của Gmail nó chỉ giới hạn để cá nhân gửi cá nhân thôi. Nó không có cho gửi 1.000 hay là cái trăm cái triệu ngàn email được. Để tôi sau này update cho mấy anh em học viên đó, tôi sẽ bày cho mấy anh em cách gửi 30.000 cái email một ngày luôn. Hiện tại là nó tới đó thì để coi là cái host nào nó có thể cho phép mình gửi 1 triệu email hay không. À, rồi Rig Stack Editor đi. Thì mấy cái phần này thì kệ nha. Rồi ok. Chỗ này là mình ghi là body nè. Đó. Đây là có nè. Wow. Có phải luôn thì. Rồi ok, chuẩn bị có tiền đấy, không vừa đâu. Your link. This là phát your link. Cái chỗ này là ghi là click here. Click here. Ai, ok, link Clickbank đâu? Quăng vào đây. Mình không có nói mấy cái kênh khác nữa nha anh em. Tôi nói cũng nhiều rồi, tôi sợ bị khẩu nghiệp lắm, tôi không có nói nữa. Tùy. Ủa cái link đâu đây? À hyperlink. À link đây. Ok. À, có liên liền. Copy. Copy. Đó. Đó. Rồi cái chỗ này thì muốn cho nó ngon lành hơn á thì mấy anh em nên chọn cái này nè. Nó có mấy cái HTML á, nó có mấy cái platform á, email à, landing page email thì nó sẽ ra những cái dạng như thế này nè. Còn tôi thích xài test đó, kiểu như này nè. Đó kiểu như này nè. Thì trong này thì tôi bày bạn như thế này thôi nha. Chỉ như thế thôi. Đấy không? Cái mail của mình nhìn nó rất là chán và quan trọng là mình có cái này ha. Đó thì demo cho anh em vậy, tại vì hiện tại là những cái thông tin mà về thông tin chính và để mà làm cho website tôi không, bây giờ tôi xuất tôi để tôi xuất hiện ở đây, tại vì những cái thằng bằng nông, những cái thằng xấu
những cái thằng nó cạnh tranh không lành mạnh. Tôi biết cái cách để tụi nó đánh sập một cái kênh, cho nên đó là thông cảm cho mình nha. Và mình chỉ có thể đưa cho mấy bạn coi tất cả những gì mà mình làm được bằng cách thức y chang là như vậy đó. Và nhưng mà những cái thông tin chính thức của mình đó, mình không bao giờ mình show được ở trên kênh này hết nha. Ok, cảm ơn mấy bạn. Rồi, your next step. Rồi, to a leaks nè. Đó, next step tiếp. Rồi. Anh em đợi tí xíu nha. Nó đang đứng anh em à. Đợi tí xíu. Đang đứng. Không mà bấm next step là xong rồi đó. Là mình sẽ chạy được. Mà nó bị đơ. Chả biết làm sao. À được rồi nè. Do campaign already to được send. Nó đang đợi để send đó. Thì thường là nó sẽ đồng ý thôi nha. Rồi, đó là cái cách mà mình làm với lại email marketing ha. Thì có, đây là một cái dạng là cold email. Còn để mai đi mai hoặc là mốt gì đó tôi sẽ làm cho mấy anh em một cái dạng email gọi là warm email nữa. Email đó thì nó sẽ dễ thở hơn. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ schedule cho nó nè. Thì mình sẽ vào 21 giờ 5 phút sau hả? Rồi ok, continue luôn. Không vấn đề gì. Ok luôn. Wow. Rồi xong. Đang được đợi xếp hàng để gửi nè. Đó thôi. Rất là tuyệt vời. Đó kiểu như vậy. Để gửi nè. Thì mấy anh em vô coi cái những cái campaign của mình. Cái Sending Blue này nếu mà đúng ra thì mình xài mình cảm thấy nó thích hơn là những cái phần mềm khác ha. Nhưng mà nó vẫn còn những cái hay hơn, nó những cái bắt gặp khác ha. Thì đấy mấy bạn coi thêm thì một sale mấy bạn được tới 44 đô lận, 26 đô lận ha. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn thành công.